Chúa không muốn cho người có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn. Xin dụ thương nghe lời chúng con nguyện cầu, và thánh hóa nắm cho mà chúng con sẽ sức lên đầu, để tỏ dấu nhìn nhận mình chỉ là thân cát bụi và sẽ trở về với cát bụi. Xin giúp chúng con hằng cố gắng giữ mùa chay thánh này để được Chúa thứ tha tội lỗi và biết sống một đời sống mới theo hình ảnh con Chúa phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và trong tâm tình của mùa chay thì mọi người chúng ta sẽ cùng xếp hàng như chúng ta lên vị trí rước lễ, và cùng với Thầy Giáo Đông và các thừa tác viên thánh thể, chúng ta cùng suy ngẫm lại câu nói mà khi chúng ta nhận cho trên đầu, đó là câu hãy ăn năn sám hối và đón nhận tình mật. Hãy ăn năn sám hối và đón nhận tình mật.
Chúa chấp tội mình, mong Chúa.